Chào cả nhà nha, mình là Hiếu, mình là Hiếu bên cây xanh Bình Long nha. Hôm nay Hiếu tiến hành cẩu cái cây bằng lăng cổ thụ U Phú mang đi trồng cho đại gia. Đây là các anh em đang xử lý khâu kỹ thuật để chuẩn bị cẩu đi trồng cho đại gia ở Đồng Nai. Bấm không? À, đừng bấm. Bấm không ta? Bấm nó cũng mọc à đúng không? Bấm đi. Đừng có bấm sát quá em, xa nha. Ừ. Khỏi gỡ em. Để đó nó cho nó mát. À, xử lý em xiết cho anh cái này lại nè. Là lấy cạo á, lấy cái cây á, thọt vô xoắn. Còn kém không anh Rộng? Hết kém. Móc qua đây, móc qua đây, móc qua đây. Cây này bữa mình ghép thử là nó mọc rồi. Ba nhánh mọc cả ba luôn. Ba nhánh ghép. Cái này mình sử dụng kỹ thuật bằng cái dây tự hủy. Rồi. Tháo luôn ấy, chắc nó không đỏ đâu. Tháo kẽm rồi. Không, kẽm là cạo, cạo lại chỉnh cho nó đúng cái thế rồi cạo lại, chỉnh nó mặt kia luôn đúng vô giữa. Luôn mẹ, chỉnh luôn mẹ. Hả? Luôn rồi. Luôn rồi. À luôn rồi thôi. Thôi bật thôi. Cạo mấy cạo là nó chắc. À có hai dây mà. Ừ. Luôn rồi thì cứ cạo thôi. Đừng có cố quá là nó đứt luôn. Chắc chưa? Ừ. Chắc chưa? Chắc rồi thôi. Cây này có dáng xin tâm rất phù hợp cho các cái hồ non bộ, cho các cái hồ cá coi nha anh em. Trồng cá coi cho dòng nước chảy ngang qua, để một ông tượng ở giữa là rất là tuyệt vời. À khư tử nha đó. Rồi lấy cho em 3-4 bao sơ dừa đi. Ủa không cần vậy đâu. À vậy cũng được, để hồi nó nhấc lên luôn không? Không anh thua đâu, phải bao sơ dừa. Ồ mà đâu cần phải lòn lên trên vậy đâu ta. Không lòn trên, lòn đâu. Lòn ngang đây nè. À không được. Lòn lên trên nó ấn với lòn đây không được, lòn lên trên đó. Em sợ nó nó móc của mình nó ngang này. Móc dây này nè. Ừ. Xuống nhưng mà lúc dắt lên là cứ từ từ, mình thấy nó không ổn thì mình dừng lại. Từ từ ba làm cái nặng này đâu có làm được. Ừ. Mà lót vô dây là không đủ dây rồi nè. Nếu mà lót bao sơ dừa vô là không đủ dây. Lối hả? Giữ được cái bầu này thì mới giữ được cái tàn. Còn nếu mà nó bí bách quá thì mới bấm tàn thôi. Anh tháo bẩn rồi, anh tháo luôn cây này, tháo bẩn không tháo cây này, tháo bẩn anh thì tháo. Đất không máy mà. Vậy mà được rồi, đất giờ. Rồi hốt đất này đừng có hốt chỗ này nha, hồi nó lầy.
Cái khế kìa, bên góc khế đó. Nhiều lắm. Ông ơi. Cái bao này đổ nào đi, vừa lỡ chắc mới nhét vô đó được. Đổ một nửa gì phải không? Nhét vô luôn được không? Được. Nhét vô hút cho đủ dây. Không đủ được, dây nối thêm sợi dây nữa. Nối thêm sợi dây ngắn. Ngắn vào. Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay Hiếu cậu cái cây bằng lăng này đi trồng cho một đại gia ở Đồng Nai. Cây bằng lăng này nó thuộc dạng là có một không có hai đâu. Ô bú rất là đẹp. Thấy không? Ô bú đẹp ghê không? Mình đã ghép thợ ba nhánh đường vi vào rồi thì sống cả ba. Ba nhánh đường vi này. Nè thấy không? Đây nhánh này. Chỗ này nhánh này. Rồi trên đây nhánh này. Rồi, chào chị Dung nha. À, mình chia đôi ra phải không? Cho nó đỡ phải không? Chủ yếu là nhét ở góc á, để ở góc thôi. Ừ đó, để lòi cái đít ra. Lòi cái đít ra hai bên, bên kia cũng vậy, nhét một bao lòi cái đít ra. Nếu mà bao nó dài thì cho qua luôn. Dở lên rồi mình điều chỉnh sau. Rồi để bao bên kia nữa. Phía trên sao ta? Phía trên đó sao nó hết được? Phía chủ yếu phía dưới phải không? Hồi nữa cái anh cậu lên anh giữ căng dây cái này để em tháo ba cái cây trống này hẳn nha. Tháo ba cây trống này rồi mới xít lên. Rồi chào cả nhà nha, mình kết thúc cái video này để mình làm việc.